Ok, trước khi bắt đầu vào video thì tôi nghĩ là chủ đề của cái video ngày hôm nay có thể là nó sẽ hơi nhạt nhẽo. Nhưng mà đây là một cái video mà tôi nhất định không thể không làm, tại vì đây là một cái video rất là quan trọng để mở đường cho những cái chuỗi video mà tôi định làm sau này. Thì đại loại là nội dung của video ngày hôm nay là tôi sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa sơn dầu rẻ tiền và sơn dầu đắt tiền. Video này chỉ dành cho những ông nào mà đang học vẽ sơn dầu thôi, còn những ông nào mà vẽ chất liệu khác thì ra ngoài. Chúng ta gặp nhau trong một video khác. Còn nếu ông nào mà đang trong quá trình gọi là có tò mò và muốn tìm hiểu về sơn dầu thì xem video này cũng được. Trên lý thuyết thì sơn dầu được cấu tạo từ 3 thành phần chính, đó là hạt sắc tố, chất làm đầy và trộn nhuyễn với hạt dầu lanh. Ví dụ như là màu vàng hay là màu đỏ thì được lấy từ đất sét hay là đất nung hay sao ấy. Đặc biệt là màu xanh nước biển được lấy từ ngọc lưu ly cho nên là có giá cực kỳ đắt. Sơn dầu được lấy sắc tố từ tự nhiên thường có giá rất là đắt, ví dụ như tiếp này chẳng hạn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để mua sơn dầu phân khúc họa sĩ, cho nên là các hãng sản xuất sơn dầu thường phân sơn dầu làm 3 phân khúc. Đó là phân khúc họa sĩ, chính là cái này, là loại đắt nhất. Tiếp đến là phân khúc cho học sinh sinh viên, có cái tuyếp nào đây không nhỉ? Như là tuyếp này. Và cuối cùng là phân khúc dành cho người nghiệp dư, đó là phân khúc rẻ tiền nhất. Thì chất lượng nó cũng sẽ tương đương với giá tiền mà bạn bỏ ra. Phân khúc họa sĩ thường sử dụng những loại pigment gốc. Phân khúc họa sĩ thường sử dụng những loại hạt sắc tố gốc ngoài tự nhiên. Thành phần trong một tuyếp có khoảng 70% là sắc tố, 20% là chất làm đầy, còn lại là 10% là dầu lanh. Vì nồng độ hạt sắc tố rất là cao cho nên giá thành của sơn dầu họa sĩ thường cực kỳ đắt. Còn chưa kể là cái loại sắc tố nào nó càng hiếm thì nó càng đắt. Ví dụ như là số tuyếp màu mình có ở đây là 5 tuyếp. Thì những cái màu bẩn bẩn như là màu vàng đất hay là màu nâu đất là những cái màu có hạt sắc tố dễ tìm và dễ sản xuất. Thì các loại sắc tố thì thường nhà sản xuất họ phân ra thành các series. Đây ví dụ như là các bạn có thể xem ở đây, đây là tuyếp màu vàng này thuộc series 3. Có nghĩa là cái loại sắc tố để làm ra cái tuyếp màu này nó rất là hiếm. Còn những cái sắc tố mà để sản xuất ra những cái màu vàng đất hay là màu nâu đất ấy, thì nó dễ tìm kiếm cho nên nó thuộc series 1. Và càng ở series cao thì giá càng đắt. Cái này hình như là trong màu nước nó cũng vậy đúng không? Ông nào vẽ màu nước thì chắc biết rồi. Ở đây mình có hai tuyếp màu, tuyếp này là series 1, còn tuyếp này là series 2, series 3. Thì tuyếp này mình mua với giá là 450 một tuyếp, 150 ml. Còn tuyếp này mình mua với giá là 750. Chính vì thế, địt mẹ thằng nào mà nhờ tao vẽ miễn phí thì liệu hồn. Và như là mình đã nói ở trên thì không phải là ai cũng có điều kiện để mua những cái tuyếp màu như thế. Cho nên là các nhà sản xuất đã phải phân ra thêm hai loại phân khúc nữa, đó là phân khúc học sinh viên và phân khúc dành cho người nghiệp dư. Thì ở đây là ba tuyếp học sinh sinh viên của mình hay sử dụng nhất của ba hãng. Đây nhìn cho kỹ này. Một là của Van Gogh, hai là của Winton và ba là của Daler và Rowney. Đây là ba loại sơn dầu dành cho học sinh sinh viên mà mình hay sử dụng nhất. Theo đánh giá của mình thì trong ba loại này thì cái loại Van Gogh dùng có vẻ sướng tay hơn. Và để cắt giảm giá thành đi thì thường thì sơn của học sinh sinh viên sẽ có nồng độ hạt sắc tố nó thấp hơn so với sơn của hãng họa sĩ. Và thay vào đó thì các nhà sản xuất sẽ thêm những cái hạt sắc tố nhân tạo chứ không phải là hạt sắc tố tự nhiên và chất làm đầy. Thì ví dụ như là trong một tip sơn dầu của họa sĩ thì có khoảng 70% hạt sắc tố, 30% còn lại là chất làm đầy đúng không? Thì sơn dầu hãng sinh viên này thì chỉ có khoảng 50% là hạt sắc tố, còn lại là chất làm đầy. Cho nên là màu của nó chắc chắn là nó không thể được tươi tắn và rực rỡ như là sơn hãng họa sĩ rồi. Tuy nhiên thì ông nào mà vẽ nghiệp dư thì có thể dùng sinh viên, nó cũng gọi là chất lượng cũng tạm ổn. Tất cả những cái video trước đây mình toàn vẽ bằng sơn Van Gogh hết, chất lượng cũng tương đối ok. Mình quên nói, chất làm đầy ở trong sơn dầu ấy có thể là đất sét hoặc là các loại thạch cao. Thì những cái màu nào mà có nhiều chất làm đầy quá thường màu nó sẽ không được rực rỡ, nó kém lung linh hơn so với sơn dầu đắt tiền. Và vẽ cũng mất công hơn nữa. Và cuối cùng là sơn dầu dành cho hạng nghiệp dư. Thì ở Việt Nam ấy thường phổ biến nhất đó là loại Mary của Tung Của và PBO của Đức. Thì mình cũng trước khi tập vẽ sơn dầu, mua được sơn dầu hạng học sinh sinh viên thì mình đã có một thời gian dài sử dụng cái màu này. Và mình thấy hai loại này thì hãng PBO có phần dùng tốt hơn so với cái hàng của Trung Quốc. Và loại sơn này có giá cực kỳ rẻ. Tất nhiên thì tiền ít thì hít luôn thơm, cho nên là màu không thể nào bì được với những cái màu sinh viên hay là màu họa sĩ rồi. Tuy nhiên thì dòng màu này rất phù hợp cho những ai mà vẽ chơi hoặc là đang có ý định tìm hiểu sơn dầu thì ban đầu mua loại này cũng được. Và giá của nó rất là rẻ, chỉ tầm khoảng, hình như là tiếp này mình mua khoảng 45.000 về, tiếp to lắm, 200ml. Còn PPO nó đắt hơn một tẹo, tiếp này mình mua khoảng 130.000 một tiếp ở cổng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Ông nào ấy đi ra hàng mua sơn dầu mà cái thằng bán hàng nó suốt ngày nó bảo ui sơn này xịn lắm, sơn nhập khẩu các thứ mà nó đưa cho cái loại này ấy, thì đừng tin, sơn này là sơn đều đấy. Nói chung vẽ chơi thôi thì được, chứ vẽ chuyên nghiệp thì nên đầu tư sang loại đắt tiền. Còn chất lượng của hạng nghiệp dư thì nó rất là ba chấm. Nói chung là giá tiền nó lên tất cả rồi, chắc chắn là nó không thể nào bì được với sơn họa sĩ rồi. Thì sơn của hạng nghiệp dư chỉ có khoảng, theo mình chỉ có tầm khoảng 20 đến 30% nồng độ hạt sắc tố thôi, còn lại toàn là chất làm đầy, cho nên màu của nó rất là đục. Càng pha màu nhiều màu càng đục và rất là khó lên màu. Điều đó có nghĩa là vẽ sơn dầu rẻ tiền nó sẽ tốn nhiều màu hơn so với sơn đắt tiền. Cụ thể luôn nhá, từ ngày xưa ấy mà mình sử dụng sơn rẻ tiền ấy, thường mỗi khi vẽ tranh xong số màu thừa ra rất là nhiều. Ví dụ như là nếu mà có một cái mảng nào mà sắc tố nó chưa đủ, nếu mà sử dụng hạt màu họa sĩ thì chỉ cần một lượng một ngày rồi là đủ, đúng không? Nhưng mà sơn rẻ tiền thì phải cho tầm bằng này nó mới đủ. Thành ra là mỗi khi vẽ là nó rất là khó điều chỉnh, và mỗi khi vẽ xong màu thừa ra rất là nhiều. Đấy, còn chưa kể là chất lượng bức tranh chắc chắn là nó sẽ không thể nào lung linh được bằng sơn dầu họa sĩ. Tuy nhiên là ở tại Việt Nam ấy, theo tôi thấy là sơn dầu là một cái chất liệu, vẫn còn là một chất liệu có giá thành tương đối cao so với mặt bằng chung khả năng kinh tế của mỗi người. Cho nên là mọi người có vẻ đa phần sử dụng nhiều cái loại sơn dầu rẻ tiền hơn. Tuy nhiên theo tôi nghĩ là nếu ông nào mà đang có ý định gọi là đầu tư nghiêm túc về một cái bộ môn vẽ sơn dầu chẳng hạn, thì nên mua cái loại đầu tư một tí. Thật ra là tôi cũng thuộc cái dạng gọi là xịp rách áo ôm, nhưng mà vẫn phải cố đầu tư cho mình một 5 típ màu hạng họa sĩ. Thì tất nhiên là tôi dùng rất là tiết kiệm, mỗi lần sử dụng xong chỉ bóp ra một tí thôi. Thì cách dùng của tôi là tôi sẽ vẽ thật là nhiều lớp. Lớp đầu tiên thì tôi sẽ vẽ lót bằng sơn rẻ tiền, và lớp ở trên cùng thì tôi sẽ láng, và cuối cùng là tôi sẽ láng ở lớp trên cùng là một lớp sơn họa sĩ. Thì cách vẽ này nó sẽ đỡ tốn sơn hơn. Đây, ví dụ như là màu vừa bóp ra khỏi tuýp thì tôi nghĩ là mọi người cũng đã nhìn thấy được gọi là chất lượng của từng phân khúc màu sơn dầu nó đã khác nhau như thế nào rồi, đúng không? Ok, và để test thử cho mọi người thấy là cái nồng độ hạt sắc tố ở trong từng phân khúc màu nó như thế nào, thì mình sẽ pha một lượng màu tương tự với nhau với màu trắng. Thì như là ở đây các bạn có thể thấy màu rực rỡ nhất vẫn là màu thuộc hạng phân khúc họa sĩ, còn cái màu mà thuộc dạng hạng gọi là hạng rẻ tiền đấy thì là màu bắt đầu có phần bị đục bợt đi và nó không còn giữ được cái sắc tố ban đầu nữa. Nhìn là thấy rồi đúng không? Để cho rõ ràng hơn thì mình sẽ sử dụng từng phân khúc màu để vẽ nhanh một cái gì đó nhé. Ok, như mọi người đang thấy thì mình đang vẽ một quả táo bằng màu hạng họa sĩ. Thì nói chung là vẽ bằng màu hạng họa sĩ thì quá là dễ dàng, quá nhàn rồi đúng không? Nồng độ sắc tố và các, nói chung là mọi thứ nó rất là hài hòa và dễ sử dụng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang thử sử dụng sơn dầu hạng sinh viên. Và ở đây là mình đang sử dụng sơn dầu Van Gogh. Nói chung là như các bạn thấy thì màu của hạng sinh viên dùng chất lượng cũng tương đối gọi là khá được. Tuy nhiên thì vẽ nó có phần nó không thể bằng được, cái sắc tố nó vẫn hơi bị đục và hơi bị thâm so với cái màu của hạng họa sĩ, đúng không? Rồi, bây giờ cuối cùng mà mình sẽ thử vẽ bằng sơn dầu đều, sơn dầu ít tiền. Thì để mình nói luôn là sơn dầu rẻ tiền thì đúng là nó rẻ tiền, tại vì vẽ rất là mệt. Tại vì sắc tố có trong màu hạng rẻ tiền nó rất là ít, và để tạo ra được cái màu đỏ và cái mảng sắc độ nó như ý mình sẽ phải tốn rất là nhiều thời gian. Chưa kể là màu trộn vào với nhau nó rất là đục, như các bạn có thể thấy. Đấy, bây giờ các ông nhìn từ bên trái qua bên phải nhá. Đầu tiên là sơn họa sĩ, sau đến sơn sinh viên, rồi cuối cùng là sơn nghiệp dư, sơn rẻ tiền. Thì tôi nghĩ là nhìn qua cái video này các ông cũng có thể nhìn thấy là cái chất lượng màu của ba quả táo nó rất là khác nhau, đúng không? Và để mà vẽ được cái màu đỏ Và để khi mà vẽ An Sơn rẻ tiền mà được cái màu đỏ như cái quả táo này thì tôi đã tốn gấp đôi thời gian, gấp đôi số lượng sơn phải sử dụng so với khi sử dụng sơn họa sĩ. Đấy, như vậy là các ông có thể nhìn thấy được cái sự khác biệt giữa sơn rẻ tiền và sơn đắt tiền rồi đúng không? Ok, cuối cùng thì đây là 3 bức tranh mà tôi đã sử dụng 3 loại sơn của 3 phân khúc để vẽ. Thì tôi không biết là ở trên qua ống kính camera thì không biết là cái màu sắc này nó có thể hiện được đúng nét không, nhưng tuy nhiên thì ở bên ngoài thì chất lượng của sơn nhìn nó rất là rõ ràng đấy. Ok, video này nó chỉ gọi là như thế thôi. Hy vọng mọi người đã có thể có thêm được một chút kiến thức về cách chọn sơn dầu. Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bây giờ thì tạm biệt nhé.